Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới của mình. Thì hiện tại mình cũng tích được khá là nhiều su chân thú với mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ đổi các phần thưởng để mở hộp quà đầu tiên nha. Và đương nhiên tính mình rồi, mọi người cũng biết là mình sẽ đổi cái món ở cuối cùng trước, đó chính là cái kệ trưng bày xe nha mọi người. Giá của nó thì là 3.600 su chân thú mọi người ạ, cũng khá là đắt đấy mọi người. Uầy, đổi một món mà gần luôn đủ điểm để đổi hộp quà thứ nhất luôn rồi mọi người ạ. Không, mở luôn món thứ hai nhá, như vậy là sẽ đủ điểm để mở hộp quà đầu tiên. Về phần thưởng của hộp quà này thì chắc là mọi người cũng biết rồi, người kích vào xem chắc là cũng đoán được, đó chính là cái mũ bảo hiểm của tay đua thỏ mọi người. Đây là một trong những trang phục của bộ trang phục là tay đua thỏ nha mọi người, phần thưởng của đợt sự kiện lần này. Và đi kèm theo nó thì là cái món quà phần thưởng cuối cùng ấy, chính là cái xe cà rốt nha mọi người. Mình sẽ cố gắng làm sao mà làm các nhiệm vụ và đổi các hộp quà nhanh nhất có thể nha, cũng như là review các cái trang phục này rồi phần thưởng các hộp quà cho mọi người ấy. Còn sau đây thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ, vì là ngày hôm nay mình cũng chưa có làm nhiệm vụ mà. Và đầu tiên là mình đã đi đổi hộp quà cho mọi người rồi. Rồi nha mọi người, người để ý thấy gì không? Một loài côn trùng hiếm nha. Mình cũng lâu lắm rồi không làm video bắt côn trùng ấy, cho nên là cũng không nhớ tên của côn trùng này mọi người. Nhưng mình nhớ là đây là một loài côn trùng hiếm tím nha, và chỉ xuất hiện ban ngày ở trong xung quanh các cây. Vì lâu lắm rồi mình không đi bắt côn trùng ấy, cho nên là tên các kiểu mình cũng bị quên nhiều mọi người ạ. Và mọi người cũng biết dạo vừa rồi ấy, mình có một số việc bận cho nên là không ra được video đều, cũng như làm được cái video cho mọi người ấy. Nhưng mà mình xin hứa là từ ngày hôm nay mình sẽ ra video đều lại nha mọi người. Cũng rất mong các bạn xem và ủng hộ mình. Và các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để mình liên tục tiếp tục làm các clip với mọi người. Còn chúng ta sau đây quay lại video nha. Thì hiện tại mình vẫn đang ở trong khu cắm trại và mình đi bắt con thỏ trộm cà rốt ấy. Tự nhiên lại gặp một con côn trùng tím ở đây mọi người. Vì là loài côn trùng tím ấy nên là cái việc bắt khá là khó nha mọi người. Mọi người lưu ý là phải đi thật chậm, không là sẽ bay mất đấy. Đậu về sau cây nha mọi người, đây lại xuất hiện rồi này. Đó, để mình tiến lại gần hơn tí nữa nha. Đi thật chậm thôi mọi người, đi nhanh là sẽ bay mất luôn đấy. Rồi nha mọi người, đậu đây rồi. Từ để mình chỉnh lại góc rồi mình sẽ vượt nha. Ok mọi người ơi. À, bọn đá quý Hàn Quốc nha mọi người. Đây, côn trùng hiếm nha mọi người. Mình nhớ là trước mình đã bắt được một lần rồi. Và sau đây thì quay lại trải nhiệm vụ thôi mọi người ơi. Mọi người làm nhiệm vụ thì đừng quên là x3 phần thưởng lên giúp mình. Đối với bạn nào có gói plus thì dễ hơn, còn như mình không có plus thì mình phải coi quảng cáo nha mọi người. Xong một nhiệm vụ rồi đây, tiếp tục nha mọi người. Dạo gần đây nhà Phành ra mấy cái nhiệm vụ về nấu ăn ấy, thì nhà Phành đặt luôn cái bếp ở gần bên đấy luôn, nên là tiện cho người chơi như mình, vừa dễ làm dễ kiếm. Chứ đợt có đợt là phải đổi được cái máy làm bánh thì mới làm được nhiệm vụ cơ, khá là xui luôn đấy. Lần này thì nhà Phành đã ưu ái hơn rất nhiều rồi mọi người ạ. Có x3 lên nha mọi người. Rồi mình quay lại trả nhiệm vụ đây mọi người ơi. Nhiệm vụ của PC Tiểu Miêu nha. Và đừng quên x3 đó. Như vậy là mình đã xong cái nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi mọi người ạ. Và mình sẽ nhận thêm phần thưởng ở trong hộp thư nha. Các bạn đừng quên là coi phần thưởng hàng ngày nữa, thì ở trong này cũng có thêm cả điểm su chân thú ấy cho mọi người nhận. Ngoài ra cả tiền sao và kim cương các kiểu nữa mọi người ạ. Và vật phẩm đăng nhập các kiểu ấy thì mọi người tha hồ mà nhận nha. Mình thấy dạo gần đây nhà Phành cho mọi người khá là nhiều hộp quà ấy, cũng như tiền sao và hộp kim cương rất nhiều luôn, để mọi người tha hồ mà mở. Còn sau đây thì chúng ta lại tiếp tục đi săn cá thôi mọi người. Vì hiện tại đang là cái sự kiện câu cá băng mà. Ngày quay lại đi săn cá bình thường nha mọi người. Hơi một bóng 4 này mọi người ơi. Ở ngoài này thì sẽ có bóng 5 là loài cá heo băng nha. Nhưng mà thấy mọi người đồn nhau là xuất hiện cá khó ấy. Một bóng 4 cá bơn luôn mọi người. Loài cá bình thường. Cá này chỉ bán lấy tiền sao thôi mọi người ạ. Không được lợi ích gì nhiều lắm. Cũng không phải là một loài cá hiếm để sưu tầm ấy. Tiếp tục nha mọi người. Tiếp tục câu. Đây mọi người, mình đã đổi về bờ biển rồi. Vì ở ngoài kia mãi không được bóng 4, bóng 5 nào nữa. Thì mình
Lại quay về bờ biển câu nha. Ở đây thì có con rùa biển băng mọi người ạ, cũng là một loài khá hiếm trong đợt cập nhật này. Ui, đứt luôn kìa. Xui gà na ghê mọi người. Dạo gần đây việc câu cá ấy, đứt thường xuyên luôn mọi người ạ. Vì cái tỷ lệ ra con rùa biển băng cũng cao ấy, nhưng mà cái tỷ lệ đứt cần khá là nhiều luôn. Nói chung là cũng xui mọi người ạ. Vì là cá hiếm nên tất nhiên là cái tỷ lệ đứt rồi phải cao hơn rồi mọi người. Nhưng mà mong sao là ngày hôm nay trong video này mình sẽ câu được con rùa biển băng nha. Đây mọi người, tiếp tục lại một bóng bốn nữa này. Thì phương pháp câu chắc là mọi người cũng biết. Mình chỉ lọc lấy bóng 4 thôi, bóng 4 và bóng 5. Ngoài ra thì mình bỏ hết nha. Hơi đuối vương niệm đó. Không biết là con gì đây mọi người, bóng 4. Nói chung bóng 4 thì ở đây cũng khá là nhiều loài nữa cơ. Hên thì mới ra được con rùa biển băng nha mọi người. Còn không thì xui cà na luôn. Nhiều khi đứt từng câu ấy mọi người ạ. Bằng ra mấy loài cá bình thường. Đấy mọi người, cá đuối đỏ luôn này. Bạn kia vừa bảo mình là cá đuối vương niệm thì ra con cá đuối luôn. Xui ghê luôn đấy. Tiếp tục câu thôi mọi người ơi, xem là có được con rùa biển băng không. Đây một bóng 4 này mọi người. Rùa biển băng xuyên cả ngày nha mọi người. Lại đứt nữa kìa. Quay ngày hôm nay đứt 2 lần rồi đấy. Ngày hôm nay đi săn đứt 2 lần rồi mọi người. Xui cà na ghê. Hết cá xanh rồi thì lại đứt cần. Dỗi game thật mọi người ạ. Buồn giàu luôn. Rồi tiếp tục mọi người, lại một vòng 4 nữa này. Ở bờ biển thì tỷ lệ xuất hiện vòng 4 lần này mình thấy cũng khá là nhiều. Tha hồ mọi người câu nhá. Nhưng mà mỗi tội là có lên là dù phải băng hay không thôi. Chi hải tượng này mọi người. Con này thì cũng chỉ bán lấy tiền sao thôi. Chắc là mình cũng xin tạm dừng cái video của ngày hôm nay ở đây nha. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên kéo xuống cho mình một đăng ký kênh, một like video giúp mình. Và đừng quên comment cảm nhận ở bạn phía dưới nha. Để mình lấy động lực tiếp tục làm các clip với mọi người. Còn sau đây thì bye bye, chào mọi người. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo.